Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 6, chương trình thời sự sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Tây Ninh tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Thành phố triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019. Xã Tân Hội, văn phòng ấp xuống cấp trầm trọng. Ấm lòng buổi trao quà khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Trong chương trình có phóng sự, cho giai liên tịch, đôi điều cần ghi nhận. Và cuối chương trình là một điểm tin cuối tuần. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 1 tháng 6 năm 2019, tại Hồ Bơi Hải Đăng, Tây Ninh tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Trong thời gian qua, tình trạng trẻ em biết bơi, thậm chí bơi giỏi, dần bị đuối nước. Đó là do các em không biết cách phòng tránh, không biết cách xử trí khi có tình huống đuối nước gây tử vong cao. Chính vì vậy, để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, thì việc phổ cập bơi và các kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cấp thiết. Đây cũng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Nhân dịp lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019, ông Nguyễn Hồng Thanh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi mỗi người dân không chỉ tích cực tập luyện thể thao nói chung và môn bơi nói riêng, đồng thời tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3172 ngày 26 tháng 12 năm 2018. Trong đó, tổng số khu vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh là 185 khu vực. Cụ thể, gồm 3 khu vực đá xây dựng, 39 khu vực cát xây dựng, 9 khu vực khoáng sản đất sét làm gạch ngói, 126 khu vực đất san lấp, 5 khu vực khoáng sản than bùn, 3 khu vực khoáng sản cuội sỏi. Việc đánh giá trữ lượng căn cứ vào kết quả thăm dò khoáng sản theo đề án thăm dò đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Định kỳ hàng năm, các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả khai thác và thống kê kiểm kê trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực khoáng sản, Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch khai thác hàng năm. Còn Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành điều kiện tiêu chí về khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy hoạch mới. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2019, sáng ngày hôm qua 1 tháng 6, đồng loạt 10 trạm y tế phường xã của thành phố triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2019 cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi. Chiến dịch được thực hiện trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Theo đó, trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi uống một viên nang vitamin A màu xanh 100.000 đơn vị. Trẻ từ 13 đến 36 tháng tuổi uống viên nang vitamin A màu đỏ 200.000 đơn vị. Đồng thời, vận động bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ mắc các bệnh như sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng đến bổ sung vitamin A. Trung tâm Y tế thành phố cho biết trong đợt này, thành phố có 5.104 trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi và 877 bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống bổ sung vitamin A. Trong đó, Ninh Sơn là địa phương có số lượng trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi nhiều nhất với 956 trẻ, và ít nhất là phường 2 có 179 trẻ. Mục tiêu của thành phố là trong chiến dịch này có trên 95% trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống vitamin A và trên 80% bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống vitamin A. Ngày 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tây Ninh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Vinazo, cụm công nghiệp Thanh Điền, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia. Tình huống giả định vào lúc 11 giờ 10 phút xảy ra cháy ở khu vực đóng gói kho nguyên liệu thuộc xưởng 1. Lúc này có khoảng 40 công nhân đang làm việc trong kho. Thời điểm xảy ra cháy,
hệ thống báo cháy không hoạt động. Khi phát hiện đám cháy, công nhân tri hô báo cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở biết. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã di tản, hướng dẫn công nhân thoát nạn, sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu tài sản. Buổi thực tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn về người và phương tiện. Các lực lượng tham gia thực tập phối hợp đồng bộ, hoàn thành tốt tình huống xử lý chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Tây Ninh vừa phối hợp cùng các đơn vị tình nguyện tổ chức chương trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện về sức khỏe cộng đồng trên địa bàn phường Ninh Thạnh. Chương trình diễn ra tại Ủy ban nhân dân phường Ninh Thạnh với sự tham gia của đoàn y bác sĩ đến từ đội thầy thuốc tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đội thầy thuốc tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh cùng với các bạn đoàn viên thanh niên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn phường. Ngoài tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Tây Ninh cũng vận động các nhà hảo tâm đóng góp trao tặng 100 phần quà cho người dân đến khám bệnh. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị thực hiện chương trình khoảng 45 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Tây Ninh trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng đến chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Tân Biên, chương trình mùa hè yêu thương và đồng hành Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác đã được triển khai. Huyện đã trao 100 phần quà, gồm tiền mặt, gạo, mì ăn liền và một số thực phẩm khác trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng. Khám cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí bằng y học cổ truyền cho 100 người với số thuốc cấp trị giá 6 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Biên và huyện đoàn vận động các tổ chức cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Tân Biên tài trợ. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình thời sự tối nay xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với phóng sự Cho gia liên tịch, đôi điều cần ghi nhận do phóng viên Minh Đức thực hiện. Buổi tổng kết công tác cho gia liên tịch vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 giữa chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Tây Ninh và các đoàn thể Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh theo Nghị định 55 trên CB của Chính phủ trong năm 2018 vừa qua đã cho thấy, chính cơ chế cho gia liên tịch đã đầu tư vốn cho chương trình Tam Nông đã hiệu quả hơn. Sau một năm thực hiện nội dung nghị quyết 55 trên CB của Chính phủ về chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, nguồn vốn từ ngân hàng Agribank đã đi vào thực tế cuộc sống, phục vụ vốn vay có hiệu quả đến các tổ liên kết sản xuất. Thông qua liên tịch với hội nông dân các cấp, đã có trên 28.000 hộ nông dân được vay tín chấp gần 1.700 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Riêng công tác liên tịch với hội phụ nữ các cấp đã giúp cho hội viên hội phụ nữ được vay vốn là 227 tỷ đồng. Ông Cao Tấn Trình, Giám đốc Ngân hàng Agribank Tây Ninh cho biết, công tác cho vay liên tịch năm 2019 phấn đấu đạt số hộ vay vốn theo mô hình tổ là 35.330, dư nợ cho vay theo mô hình tổ là 2.320 tỷ đồng, tăng 15% so với trước nhằm phát triển các mô hình sản xuất mới, đẩy lùi nạn cho vay lãi nặng ở địa phương. Trong năm 2019 thì để triển khai tiếp tục thực hiện cái nghị định 55 của Chính phủ cho nó đạt hiệu quả tốt hơn thì trong liên ngành giữa hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ và ngân hàng nghiệp tỉnh Tây Ninh cũng đã xây dựng một cái kế hoạch để phối hợp triển khai để thực hiện phát triển tiếp cái mô hình cho vay qua tổ liên kết sản xuất. Thì cụ thể là trong năm 2019 liên ngành sẽ mở rộng và gia tăng cái số thành viên mà mình cho vay qua mô hình tổ và nâng cái định mức cho vay đối với các cái nhu cầu mà phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, của nông dân á, mà cho vay tín chấp là từ cái mức 100 triệu hiện nay thì chúng ta sẽ mở rộng là cho vay tín chấp lên tới 200 triệu đồng. Theo ông Trần Văn Hận, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết, nếu như trước kia bình quân mỗi hộ chỉ được vay tín chấp là 100 triệu đồng thì hiện tại theo nghị định 55 trên CB đã được nâng lên là 200 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là 28.000 hộ nông dân vay liên tịch trong tỉnh đều đầu tư có hiệu quả, ổn định sản xuất. Tuy nhiên, mức vốn này vẫn còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nhiều hộ nông dân. Mặt khác, thủ tục tín chấp lại có một số vướng mắc nên ông đã kiến nghị một số giải pháp mới. Trong năm 2018 thì công tác phối hợp liên ngành giữa hội nông dân, hội nữ và ngân hàng nông nghiệp thì rất là tốt, đặc biệt là cái tăng trưởng cái ủy thác cho vay lên khoảng riêng hội nông dân là khoảng gần 1.800 tỷ đồng.
còn về kiến nghị thì kiến nghị sắp tới thì ngân hàng nông nghiệp cần phối hợp với hội nông dân, hội nữ tổ chức tập huấn cho các cấp hội, đặc biệt là các ông tổ trưởng gia vốn, để cho cái đối tượng này là làm công tác tốt hơn trong thời gian tới. Xin hết. Bên cạnh thành quả đạt được trong công tác phối hợp cho vay liên tịch, trong quá trình triển khai Nghị định 55 trên CB, vẫn còn nhiều vướng mắc mà lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Ninh tiếp tục đổi mới cơ chế và thủ tục cho vay trong năm 2017, phấn đấu đạt chỉ tiêu cho vay đến 35.000 hộ vay vốn liên tịch. Điều này đòi hỏi sự năng động hơn, linh hoạt hơn từ Ngân hàng Agribank Tây Ninh trong mối quan hệ với người sản xuất và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh hiện nay. Chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 1 tháng 6 năm 2019, tại văn phòng khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học khu phố Ninh Trung. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và phường Ninh Sơn chọn làm điểm triển khai mô hình. Theo đó, tổ có 10 thành viên tập hợp những chị em hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân mạnh thường quân để thực hiện nhiệm vụ rà soát, khảo sát, lập danh sách đối tượng trẻ cần được hỗ trợ. Sau đó, tùy theo nhu cầu của trẻ, tổ sẽ hỗ trợ thường xuyên, học bổng, tập sách, dụng cụ học tập, xe đạp, ôn tập kiến thức. Ngay sau khi ra mắt mô hình, Tổ bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học khu phố Ninh Trung nhận hỗ trợ thường xuyên cho hai học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn khu phố là em Lê Thẩm Nhi, học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu, và Hoàng Lê Đoan Thư, học sinh trường trung học cơ sở Bà Đen. Tổ hỗ trợ hàng tháng mỗi em 10kg gạo và 200.000 đồng nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Sơn dẫn động hội viên Mạnh Thường Quân tặng 22 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gồm nón bảo hiểm, tập vở, bánh kẹo, đồng thời phối hợp với công an phường tuyên truyền kiến thức về phòng chống xâm hại trẻ em cho các em và phụ huynh. Sáng cùng ngày, Hội đồng đội huyện Hòa Thành tổ chức khai mạc giải cầu lông chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Giải đấu được diễn ra tại nhà thi đấu thể thao trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi thuộc nội ô Tòa Thánh. Tham gia giải đấu có 50 vận động viên là các em học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở đến từ các trường trên địa bàn huyện. Đây đều là các em học sinh được đào tạo bài bản bộ môn cầu lông và là gương mặt nổi bật của các câu lạc bộ cầu lông của các trường. Các vận động viên đã chia thành 3 bảng: đơn tiểu học, đôi tiểu học, đôi trung học cơ sở và thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Sau một buổi thi tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao tất cả 12 huy chương kèm theo giấy khen và tặng phẩm cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu. Xã Tân Hội, huyện Tân Châu hiện tại có 6 văn phòng ấp, nhưng có 1 văn phòng ấp đã xuống cấp trầm trọng, không thể hoạt động và phải bỏ hoang phế. Đây là hình ảnh văn phòng ấp Hội Thành mà chúng tôi muốn nói đến. Văn phòng ấp này được xây dựng từ năm 1987, chuyển giao từ văn phòng của đội 6 nông trường nước trong. Quá trình sử dụng, địa phương đã có sửa chữa để sử dụng làm văn phòng ấp, nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Hiện là cái đó là của cái đội tuần tra của nông trường á, cũ á, là giao về địa phương xin về đặng làm chủ sở là của văn phòng ấp Hội Thành. Chứ thực sự thì Hội Thành là từ đó giờ chưa có văn phòng ấp. Giờ chiếu là mượn cái xin cái đó về đặng mình làm đặng hoạt động ấp, nhưng mà ủy ban cũng có sửa chữa, nhưng mà đến nay thì do cái hạ tầng nó xuống cấp trầm trọng nên không thể nào mà phục vụ cho cái hoạt động của ấp. Trước tình trạng trên, xã mượn điểm trường tiểu học Tân Hội A và nhà trưởng ban quản lý ấp Hội Thạnh để tổ chức sinh hoạt hội họp tiếp xúc cử tri. Văn phòng ấp là nơi tổ chức các hội nghị và các hoạt động của nhân dân trong ấp. Vì vậy, địa phương cần sớm xây dựng văn phòng ấp để có nơi nhân dân hội họp sinh hoạt. Sáng ngày 1 tháng 6, Hội Đông y huyện Hòa Thành phối hợp cùng tổ sản xuất thuốc nam từ thiện xã Trường Đông, huyện Hòa Thành và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh Tây Ninh đến khám chữa bệnh, cấp thuốc đông y miễn phí và tặng 100 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, bà con được các thành viên trong hội thăm khám bắt mạch, đo huyết áp, kê toa, bốc thuốc miễn phí. Hầu hết mọi người đến đây đều là những người lớn tuổi, sức khỏe suy yếu, mang trong mình những chứng bệnh nan y như bệnh tim, đau nhức xương khớp, thần kinh tọa.
giờ đó thôi quá cuộc sống rồi, nhất từ luôn quần đổ xuống chân tê rần rần rần, đứng không được, đi lồm khòm không. Nay tôi đến đây để đất trước nữa khám bệnh, sau nữa nhận quà của nhà tài trợ, được nhận quà với khám bệnh là cái đó là mình là vui lắm, mừng lắm, quý nhất trên đời này. Mỗi phần quà bà con nhận được gồm 10kg gạo, mì gói và dầu ăn, tổng kinh phí thuốc và quà là 50 triệu đồng. Ngay từ rất sớm, bà con trong xã đã có mặt để nhận quà và được thăm khám. Có thể nói đây là hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa trong đời sống tinh thần và vật chất đối với bà con trong xã. Hôm nay là có xã có cho một tin là mời tất cả những người già bệnh tật, đau bệnh đến đây là khám bệnh. Nhà nước tặng quà cho bà con nghèo. Tôi cũng thấy rất mãn nguyện và vui mừng trong lúc tuổi già mà bà nhà nước quan tâm như vậy là rất quý. Chẳng những vậy thôi mà còn cho quà nữa, giúp đỡ cho những người nghèo như vậy là cũng rất quý vô cùng. Hy vọng thời gian tới, Hội Đông y huyện Hòa Thành sẽ còn nhiều hoạt động hơn nữa, giúp đỡ bà con được chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện giúp bà con nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Quý vị thân mến, thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay sẽ được dành cho một điểm tin cuối tuần. Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến dự. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Tây Ninh nêu lên ý nghĩa của Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá và tập trung làm rõ những tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe lá phổi của người dân. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Tây Ninh tiếp tục phổ biến quán triệt tới các cán bộ công chức viên chức người lao động trong đơn vị thực hiện môi trường không khói thuốc, tăng cường công tác tuyên truyền về hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, đồng thời tiếp tục thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo ngành công thương và các doanh nghiệp sản xuất phân phối giữa hai tỉnh. Các đại biểu đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, những giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và quảng bá được thương hiệu, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh kết nối cung cầu hàng hóa theo chiều sâu đa dạng giữa hai địa phương để khai thác hiệu quả thị trường nội địa hướng tới thị trường xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu. Doanh nghiệp hai tỉnh đã ký kết được 12 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh và hình thành hơn 10 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn giữa hai tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long. Ngày 28 tháng 5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Triều, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Tây Ninh đến dự. 5 năm qua, cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa việc thực hiện cuộc vận động và học tập làm theo Bác bằng những chương trình việc làm có ý nghĩa. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn 6 vụ vi phạm chủ quyền lãnh thổ theo hướng ôn hòa, mềm dẻo, không tạo điểm nóng, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh biên giới, xác lập đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án. Trong giai đoạn này, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã tham gia thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có hiệu quả với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh và ông Trần Ngọc Lễ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tây Ninh đã thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Nội dung hợp tác bao gồm Bưu điện Tây Ninh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ điện, tư vấn lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái và triển khai mở rộng 98 điểm giao dịch online trên 98 điểm giao dịch đang hoạt động, hoàn tất trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bao gồm mua sắm trang thiết bị máy tính, máy in kết nối mạng và đào tạo nhân viên tại điểm giao dịch về công tác thu hộ tiền điện. Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ cung cấp cho Bưu điện tỉnh Tây Ninh các nội dung về hồ sơ dịch vụ điện, cách lắp đặt năng lượng mặt trời hiệu quả, quảng cáo quà tặng cho khách hàng khi đến thanh toán tiền điện. Chiều ngày 28 tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh tổ chức lễ công bố và ra quyết định nghỉ hưu cho ông Bùi Công Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh. Tới dự buổi lễ có ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Đại Thi, Giám đốc Sở Nội vụ. Theo quyết định số 527 ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Công Sơn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ông Bùi Công Sơn với thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngành kế hoạch và đầu tư Tây Ninh. Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2019, đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Y Thanh Hà Ni Ekadam, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn, đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Dịp này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh số tiền 2 tỷ đồng, tương đương 40 căn nhà tình nghĩa. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Phạm Văn Tân gửi trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày càng phát triển và mong muốn trong những năm tới, tỉnh Tây Ninh tiếp tục được đón nhận sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ nhiều hơn nữa, cả về vật chất lẫn tinh thần của Tập đoàn, cho các phong trào an sinh xã hội ở địa phương. Sáng ngày 1 tháng 6, đồng loạt 12 hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Kỳ thi này, Tây Ninh có hơn 6.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 12 hội đồng thi trong toàn tỉnh. Kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc là ngữ văn không chuyên, toán không chuyên và ngoại ngữ không chuyên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh, Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh và Trung đoàn 174 tổ chức lễ trưởng thành học kỳ trong quân đội tỉnh Tây Ninh năm 2019. Tham gia chương trình có 104 học viên, trong đó có 74 học viên nam và 30 học viên nữ với độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi. Qua 8 ngày học tập rèn luyện, các em được tham gia các hoạt động nhóm, học tập các chuyên đề về tình cảm gia đình, về kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm, trải nghiệm các hoạt động dã ngoại, tham gia các hoạt động bổ trợ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho 99 học viên hoàn thành chương trình và 8 học viên được bình chọn là chiến sĩ xuất sắc. Quý vị thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.